Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là đầu năm 2021. Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chúc toàn thể cửa hàng có năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Ngày hôm nay Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một số nội thất phòng khách được làm chất liệu gỗ hương đá, gồm có các sản phẩm sau đây. Các sản phẩm trên được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của gia đình nhà anh Trần Quân đến từ đội 5 Đan Phượng Hà Nội. Anh đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần nội thất cuối cùng và chuẩn bị bàn giao gia đình nhà anh Trần Quân ở đội 5 Đan Phượng Hà Nội. Trước tiên là một chiếc sập tứ diện cổ liền bằng gỗ hương đá, sập này sập ba mặt gỗ hương đá hàng trọn vân, siêu vip, siêu đỉnh cao, siêu dày dặn, dạ tiền dày 10 phân, ba dạ dày 10 phân và vân gỗ đây quý khách có thể thấy được ván mặt là dày 2 phân. Chúng tôi không cần giới thiệu nhiều thì quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ review tất cả các sản phẩm của anh Trần Quân ở tại Đan Phượng Hà Nội. Và phía bên cạnh đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 hàng siêu vip bằng gỗ hương đá cộng với chiếc kệ tivi cũng được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao gia đình Trần Quân đội 5 Đan Phượng Hà Nội. Vâng, quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ review chi tiết để quý khách hàng thấy được. Đây, chúng tôi sẽ quay chi tiết từng sản phẩm và trước tiên thì chúng ta hãy đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế này trước. Bộ bàn ghế này. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê được đục chạm thủ công bằng tay 100%. Được đục thủ công bằng tay, quý khách đang thấy trên màn hình đây. Bộ này bộ cột 12 và Thành Luân chúng tôi báo giá công khai khách bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 6 món này 90 triệu đồng. Minh Quốc Nghê cột 12 6 món này, bộ này chúng tôi bán giá 90 triệu đồng và chiếc kệ là 26 triệu đồng. Đây, toàn bộ phần vách tựa đây. Vách tựa đục thủ công bằng tay rất chi là đỉnh cao và vách chúng tôi làm chít dày dày, bản nó rất dày rộng và tất cả vách này được đục thủ công bằng tay, vách tựa đục thủ công bằng tay. Ván mặt chúng tôi làm dày 2 phân đậu và khuôn mặt dày 4 phân đậu. Đấy, tay nghe tôi làm liền cả con, tay nghe liền khối. Đây, được đục chạm tinh xảo từ những cái đường nét các cái chân này. Đó, chân rất chìa đẹp luôn, cực kỳ là đẳng cấp và đỉnh cao. Bộ này chúng tôi bán với giá 90 triệu đồng. Các anh theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ báo giá chi tiết các sản phẩm. Và cái mặt bàn này chúng tôi cũng làm rất to và dài rộng, bàn rất to và dài rộng, đục tích tứ linh, long ly quy phượng, tượng trưng cho bốn linh vật thiêng liêng, tạo nên sự quyền uy cho gia chủ và thu tài hút lộc cho gia chủ. Rất chìa đẹp và đỉnh cao. Và những chiếc ghế đơn này, riêng về các cái mẫu Minh Nghê hay là Nghê Bảo Đình của Thành Luân chúng tôi, nó luôn đậm chất đẳng cấp và đỉnh cao, nó luôn luôn có một cái dáng vóc rất chìa đẹp và không những là dáng và chất liệu gỗ chúng tôi tuyển chọn thửa rất chi là kỹ. Thông tin chi tiết về các sản phẩm trên thì quý khách hãy theo dõi hết video clip này hoặc là liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Và tiếp theo phía trong đây làm chiếc kệ tivi dài 2m37, dài 2m37, giá 26 triệu đồng và toàn bộ cánh là dày 3 phân đục thủ công, cánh 3 phân đục thủ công kênh bong, đục thủ công kênh bong. Và trong cái clip này chúng tôi giới thiệu sơ bộ vậy thôi, quý khách hãy đừng bỏ lỡ video này. Còn chiếc sập nữa, còn chiếc sập chúng tôi sẽ chuẩn bị quay để quý khách hàng thấy được. Đấy, bộ nội thất của gia đình anh Trần Quân ở Đan Phượng Hà Nội. Đây là chiếc kệ tivi, chiếc kệ tivi dài 2m37, cánh dày 3 phân đục thủ công bằng tay, chân đục bông hoa hồng, hàng siêu vip của Đồ Gỗ Thành Luân, siêu dày dặn, nó không giống một cái sản phẩm nào trên thị trường. Cũng quý khách thường thấy đây là mẫu độc quyền của Thành Luân chúng tôi. Với bộ nội thất này, một bộ bàn ghế 90 triệu và chiếc kệ tivi 26 triệu, là quý khách sở hữu được cái bộ phòng khách rất chìa đẹp rồi và đẳng cấp rồi. Tiếp theo phía bên cạnh đây là chiếc sập hương đá, sập bằng gỗ hương đá, đây là sập 3 mặt hàng siêu vip thì quý khách hãy theo dõi. Kéo xuống phần mô tả đường link là chúng tôi sẽ review một chi tiết về chiếc sập này ở dưới phần mô tả. Sập này là sập 3 mặt, 3 dạ dày 10 phân, chân 24 cổ liền và vân này, vân mặt sập đây. Quý khách có thể thấy được các sản phẩm của Thành Luân tôi luôn luôn mang đậm chất cái nét đặc trưng riêng biệt. Đấy, chọn vân chọn gỗ rất chìa đẹp và sắc nét. Chúng tôi xin nhắc lại đây là siêu phẩm của gia đình anh Trần Quân ở Đan Phượng Hà Nội, đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân. Đấy, sau một thời gian dài chúng tôi chế tác và hôm nay hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao gia đình anh Trần Quân ở tại đội 2 Đan Phượng Hà Nội, đội 5 Đan Phượng Hà Nội. Thông tin chi tiết về sản phẩm trên quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã
kích thước và là gỗ. Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn thiết kế lắp đặt tại nhà. Mọi người hãy kết bạn Zalo và hai số điện thoại của chúng tôi 0967 110389 hoặc 0972 770888. Tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Vâng, một lần nữa thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip ở đây. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.